Mới chị em thắm thiết, Suboi đột ngột unfollow Thiều Bảo Trâm khiến dân tình ngơ ngác, biến gì nữa đây? Suboi và Thiều Bảo Trâm từng thể hiện công khai trên mạng xã hội tình chị em thắm thiết khi dành cho nhau những lời có cánh. Thế nhưng mới đây, dân mạng đã soi ra Suboi không còn follow Thiều Bảo Trâm trên Instagram nữa. Ngược lại, người yêu tin đồn cũ của Sơn Tùng MTP vẫn còn theo dõi đàn chị. Sự việc này khiến fan không khỏi tò mò, bởi trước đó không lâu, Suboi đã dùng tài khoản chính của mình để nhắn tin khen ngợi Thiều Bảo Trâm với nội dung "Em rất tuyệt vời, Trâm, you are full package". Trước lời khen của đàn chị tài năng, giọng ca Love Rosie đã vô cùng thích thú, thậm chí thú nhận sẽ mất ngủ trước lời khen đặc biệt này. Cũng từ đó, hai chị em bắt đầu follow nhau khiến fan hâm mộ cực kỳ phấn khích trước những lời quá ư là ngọt ngào của đàn chị. Thiều Bảo Trâm không khỏi sung sướng và khẳng định rằng những lời đó là chiếc ôm tuyệt vời nhất mà nữ ca sĩ trẻ nhận được. Ấy thế mà mới vài tháng, dân tình lại hoang mang, tột độ khi phát hiện Suboi bất ngờ bỏ follow Thiều Bảo Trâm. Việc này khiến dân tình không khỏi thắc mắc liệu đã có drama gì xảy ra giữa đàn em với nữ rapper đình đám hay chỉ đơn thuần là ba mẹ một con đã bấm nhầm nút unfollow.